Hello anh em, chào đang quay trở lại kênh của mình nha. Thì đợt này đang là những ngày đầu tiên của tháng 3 anh em ơi. Thì vừa qua tháng 2 rồi thì mình quên. Nói chung là cái tháng 2 nó qua nhanh quá nên là quên làm cái meta tháng 2 rồi anh em ơi. Rồi thì mới có trễ 1-2 ngày thôi thì không sao anh em ha. Chúng ta sẽ tổng hợp lại 12 con ninja có sức mạnh mạnh ok anh em ha. Nói chung là 12 con ninja meta đấy anh em ha. Ở đầu tháng 3 này, cũng như là cuối tháng 2, đầu tháng 3, đầu năm 2024 này. Thử coi là hiện giờ con nào đang mạnh, con nào đang ao nha anh em. Hiện giờ đang có sự phân hóa khá là rõ rệt giữa cái meta là âm dương, 6 âm dương đó anh em, và những cái con tướng thường khác, ví dụ như là Hidan Quỷ Ấn nè. Thử coi là hiện giờ cái tình trạng và cũng như là cái meta hiện giờ như thế nào anh em. Từ khi xuất hiện cụ Hashirama Edo thì cái sự phân hóa đó khá là rõ rệt nhờ cái búp của cụ anh em. Đây, búp này của cụ nè, búp cho những cái con tướng âm dương cực kỳ ghê đó, nên là có sự phân hóa như vậy anh em. Chưa kể những cái con tướng âm dương nó ra tướng limit giới hạn rất là nhiều đó. Mà hồi tết là ra Itachi nè, gần đây nhất là ra con Kyuubi Bát Vĩ V2 đó, nó là vẫn là âm dương đây anh em. Nên âm dương đã mạnh nay càng mạnh hơn nhờ những cái con tướng đó đi mời đó, rất là khó chịu luôn ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem cái cách build anh em ha, cách build của những con tướng nè, kể cả ấn nè và cũng như là bảo vật cho tụi nó luôn đó. Ngày hôm nay mình sẽ review kỹ lại cho anh em biết luôn nha. Rồi đầu tiên đi anh em ha, chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua những cái con tướng âm dương mạnh anh em ơi. Chắc chắn điều đó rồi, meta âm dương mà anh em phải điểm danh mấy con tướng âm dương chứ. Đầu tiên ai cũng phải có rồi anh em ơi, Hashirama Edo, cụ nhất V1 của chúng ta. Rồi cụ nhất V1 thì có khả năng gọi là mang lại một cái lượng đam cực kỳ to, đánh có thể phá được nộ của đối phương anh em ha. Và đặc biệt có 6 cái búp cho các cái con tướng ở trong cái meta hiện tại anh em ha. Đặc biệt búp thứ 4, thứ 5, thứ 6 đều búp cho âm dương. Những cái búp này cực kỳ ghê. Búp thứ 4 là sẽ búp tóc nè, và búp xuyên miệng trống nha anh em. Búp thứ 5 là sẽ có lá trắng, và búp thứ 6 là toàn team âm dương sẽ nhận được cái tái sinh, tức là cái hồi sinh của cụ nhị á. Đó là tỷ lệ là 100% luôn nha anh em. Nên cụ Hashirama Edo đang là một con tướng, đang là một cái sự lựa chọn khá là tối ưu cho những ông nào mà đang chơi từ 2 âm dương trở lên. Rồi đây là sức mạnh của cụ Edo thì ai cũng không phải bàn anh em ha. Cụ Edo nói chung là anh em build mát tóc cho anh em, kể cả bảo vật anh em có thể gắn luôn những cái bảo vật này có tóc nè, lồng đèn đồ các thứ ha. Rồi cái bùa thì chúng ta chơi luôn cả bùa tóc công nha anh em, bùa tóc công thể thuật. Anh em có thể đẩy mát tóc cho cụ luôn nha anh em, đẩy mát tóc cho cụ. Đây ở bên này thì anh em có thể chơi thêm cho cụ cái này, hoặc là cái sử dụng kỹ năng có 30% hồi lại 100 nộ anh em, cũng khá là hợp lý ha. Rồi nói về ứng chú thì anh em build cho mình mát ứng chú làng cỏ anh em ơi, mát cỏ luôn nha anh em, cỏ mà có tóc luôn càng tốt, còn không thì anh em cỏ chúng ta có mát có công được cái thứ cũng được anh em ơi. Build mát cỏ luôn nha anh em, để gia tăng cho tóc cho cụ Edo cao nhất có thể, để cụ Hashirama Edo đấm trước anh em, phá nộ đối phương nè, sết đao đối thủ để tăng cái tầng Jinchuriki cho cái con Kyuubi Bát Vĩ. Khi mà cụ Edo nộ trước anh em thì tỷ lệ rất là cao sẽ kill được đối phương. Thì khi mà kill được đối phương thì Kyuubi Bát Vĩ nó sẽ nhảy tầng Jinchuriki. Khi mà nhảy tầng Jinchuriki, Kyuubi Bát Vĩ dù cái tóc của nó có thọt cỡ nào, nó nhảy lên tới 8888 tóc, nó sẽ nộ thứ hai sau cụ Hashirama Edo. Đó, anh em nào mà đang có thử coi như thế nào. Mình hồi nãy mình đánh vài trận rồi anh em thấy tình trạng như vậy đấy. Rồi, đó là con đầu tiên. Con thứ hai đó là bây giờ mình sẽ nói luôn cả mấy con tướng limit luôn nha anh em. Mấy con tướng limit mạnh mà bởi vì cái meta bây giờ limit nhiều quá. Đó là con Itachi Tân Xuân anh em ơi. Con Itachi Tân Xuân khi mà nó vừa ra mắt, nó mang lại một cái làn sóng và một cái meta cực kỳ ghê. Nó xếp đao được những cái con tướng gọi là có hồi sinh, có bất tử và có hồi sinh, cấm hồi sinh người ta luôn anh em ơi, nhờ cái bộ kỹ năng của nó đây anh em. Các đòn tấn công có 30% bỏ qua hiệu quả kháng sát thương, miễn nhiễm bất tử của mục tiêu. Khi mà nộ, Itachi sẽ gính một cái ảo thuật vĩnh viễn anh em ơi, ảo thuật vĩnh cửu lên là mục tiêu chúng ảo thuật nè. Thì khi chết, khi hẹo anh em thì sẽ không được hồi sinh. Trong đó những cái con tướng ảnh hưởng đó là con Hidan Quỷ Ấn hồi sinh rất là nhiều, dính cái này khỏi hồi sinh luôn ao meta. Rồi cụ nhất Edo, cụ nhất V1 anh em,
cũng hồi sinh nhiều, văng ra ngoài luôn nè em ơi. Đó, nên là con Itachi counter cứng hai con đó rất là ghê luôn nha anh em. Chưa kể cái lượng đam của Itachi Tân Xuân rất là cao nữa nè em ơi. Nếu mà được team được Shizune rồi cái thứ nó bảo kê tốt đó anh em, Itachi là một con quái vật nha anh em. Đam hiện giờ nói chung là bị fit lại cái đam boss tổ chức rồi, nhưng mà cái lượng đam vẫn rất là to nha anh em. Đây là một con tướng limit giới hạn mới vừa ra mắt hồi Tết bây giờ. Rất là mạnh luôn nha. Rồi, bùa thì vẫn sẽ là tóc cong nha anh em ha. Bùa vẫn sẽ là tóc cong y chang như cụ Hashirama Edo thôi. Ấn cũng vậy luôn, Ấn cũng chơi tóc cong luôn nha anh em, Ấn đèn cỏ luôn nha. Rồi bây giờ Ấn đèn cỏ hệ chỉ huy là nói chung là đang là hot chain nha anh em. Đây, Ấn đèn cỏ đây. Rồi, tiếp theo nữa đó là con tướng mới vừa ra mắt Killer Bee Bát Vĩ V2. Con này thì nói chung là anh em cũng biết cái sức mạnh của Shizune rồi đúng không anh em? Búp khiên cho team, xóa những cái hiệu ứng, kể cả những cái ấn chú ấn chú phản đam của Hidan rồi cái thứ anh em, rất là ghê. Nhưng mà con này nó xóa luôn cả khiên Shizune luôn anh em. Khi tấn công xóa toàn bộ khiên trắng đang có trên người mục tiêu, sau đó xét thương trực tiếp bằng phần trăm máu của cái lượng khiên đó gây ra anh em ơi. Nên con này cũng được coi là một con tướng khắc chế được con Shizune anh em. Nhưng mà nếu mà team địch có Itachi á, thì con Killer Bee Bát Vĩ này khi mà nó nổ anh em, thì nó sẽ có tỷ lệ đánh trúng hoặc là không trúng mục tiêu nhờ cái búp né của... À quên, Itachi có búp né nữa nha anh em. Itachi có búp né cho team nữa 25%, nhưng mà né này ảo lắm anh em ơi. Thì khi mà có né như thế này á, thì con Killer Bee Bát Vĩ đánh không trúng anh em. Không trúng thì đồng nghĩa với việc không xóa được khiên. Nên con Itachi này là một cú cánh cho con Shizune để mà búp khiên cho team á anh em. Thì có tỷ lệ bị mít á, nên là Killer Bee Bát Vĩ anh em nó xóa khiên bị mít luôn anh em. Trúng đứa nào thì xóa đứa đó thôi. Đó là về tính chất Killer Bee Bát Vĩ ha. Chưa kể con Killer Bee Bát Vĩ này nó sẽ chuyển máu sang công anh em ơi, mang lại một cái lượng đam rất là to nhờ cái trạng thái Jinchuriki. Tóc cũng tăng nè, rồi công cũng tăng rất là nhiều anh em. Và máu của và sát thương mỗi lần không vượt quá 25% máu tối đa của nó, dồn đam nhiều không sợ hẹo. Con này cực kỳ ghê luôn nha anh em. Và đặc biệt bản thân nó sẽ miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng khống chế cơ bản anh em ha. Con này mới ra nên sức mạnh của nó đang rất là tiềm tàng. Anh em đang build lên cho em nó chưa, hình như là hiện giờ là chưa có ông nào lết lên nổi E5 đúng không anh em? Chưa lết lên nổi E5. Khi mà E5 mát tiên thuật, anh em sẽ thấy đây là một con quái vật đang tiềm tàng anh em ha, đang tiềm tàng. Con này cũng là một con tướng limit, nhưng mà được cái á, nó sẽ có ở trong cái cuộn SS ngẫu nhiên âm dương anh em. Nên là cũng được coi, nó hao hao giống như chuyện người thằng Na cũng vĩ vậy đó. Nên cũng được coi là cày cuốc được anh em ha, cày cuốc được. Đó, dạng như là limit 75%. Thằng Na thì limit 50%, bởi vì nó có ở trong thông thạo được các thứ anh em ha. Và cũng như là có trong cuộn âm dương. Rồi, cái cách build con Killer Bee Bát Vĩ này trước mắt chúng ta sẽ build cho nó mát máu, giống y chang như là con Hidan quỷ ứng anh em. Mát máu nha, bùa cũng là máu luôn nha anh em. Cái này là mình chưa có làm mới được máu á, mình lấy thêm phần trăm máu nè. Thêm bút mát máu cho em nó luôn. Rồi, ok. Đó là về con Killer Bee Bát Vĩ tướng mới vừa ra mắt đây. Đó là ba con âm dương rồi anh em ơi, ba con âm dương đang rất là mạnh rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là con Hashirama V1. Hashirama V1 đây, cụ nhất của chúng ta đợt này anh em, được là hưởng ké cụ Edo cái phiên bản sau này rất là ngon luôn nhờ những cái búp của cụ Edo. Nên là cụ Hashirama V1 anh em thì cũng sẽ gia tăng được sức mạnh anh em ha. Cụ thể là cụ sẽ búp cho team là những cái tầng miễn chống và cũng như là những cái tầng đây các anh em, cho anh em xem là mộc thuẫn nè, giảm 99% các loại sát thương gây vào cuối lượt anh em ha. Rồi có khả năng chói kẻ địch bởi cái hạt giống ký sinh này rất là ghê, có thể chói luôn cả những cái con tướng những cái con tướng carry của team địch đó anh em, ngay từ tên đầu tiên. Cụ thể đó là tụi Shizune rồi các thứ rồi anh em, rồi tụi thằng Na cũng vĩ rồi đó anh em, chói luôn anh em ơi. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy cái tỷ lệ chói nó khá là thấp anh em. Hồi đó chói ghê lắm, chói 4-5 mục tiêu, bây giờ lâu lâu chói được 1-2 mục tiêu anh em. Nên mình nghĩ cụ Hashirama Edo hiện giờ nói chung là cũng sắp rồi đó anh em ơi, cũng sắp có hiện tượng Ameta rồi đấy. Bởi vì sao? Cụ Hashirama V1 này đang bị counter bởi thằng Itachi Tân Xuân. Biết rằng cụ sẽ hồi sinh được nhiều nhờ cái số lượng tướng âm dương trên trận anh em. Trong trận có thể hồi sinh được tới tận 7 lần.
Nhưng mà một khi mà dính cái ảo thuật của Itachi, cụ có thể đi luôn trong vòng một tên đầu, không hồi sinh được lần nào cả. À, nhưng mà hiện giờ thì vẫn đang chơi tạm ổn nha anh em ha. Khi nào Itachi của tất cả những anh em khác mạnh lên đi thì cụ Edo nói chung là cũng đi bụi đấy anh em. Đó, nói chung là đơn giản là như vậy. Rồi cái cách build của mình thì nói chung là mình đang build tóc máu công anh em ha. Đang build tóc máu cho cụ Hashirama V1. Đây, thể thuật đây anh em. Đó, dạng như là đi hỗ trợ thôi, không có cần phải gây đam nhiều đâu anh em ơi. Đây, build max máu cho cụ luôn nha anh em. Cái ứng ở trong này á thì mình sẽ build max công thì max máu thì max công anh em ơi. Max tóc luôn anh em. Tóc máu. À đây nè. Ông nào có điều kiện thì build tóc cho cụ, còn không thì build máu nha. Đây, mình đang build max máu luôn nè anh em. Ủa mấy cái dòng máu này nhiều quá anh em ơi. Rồi ok, đó là về chưa gì hết anh em, thấy có 4 con âm dương rồi đúng không anh em? Cái này là không thể nào thiếu rồi anh em ha. Rồi, tiếp theo nữa đó là con Shizune. Cũng là một con tướng limit đời đời trước. À nhưng mà hiện giờ thì em nó đang bị khắc chế tầm cỡ chừng 50% của con Kilobi anh em ơi. Trước đó chưa có phá khiên, Shizune là một con quái vật ai cũng phải có, nhất là mấy ông top. À nó nói về BK nha anh em. Rồi, nhờ cái tầng trăng khuyết á, nhờ cái là búp quả hiệu quả trăng khuyết này nè anh em. À búp cái để mình coi xé vô cái bức lợi nè, cái thứ nhất nè, cho tàn đội và tăng nộ nha, kèm là 35 ngựa. Cái xé vô cái bức lợi này có thể xóa luôn cả mấy cái ấn của con Hidan quỷ ấn luôn á anh em. Sau đó bản thân sẽ nhận được một quả hiệu quả trăng khuyết nè. Rồi hiệu quả này vô hiệu nếu bản thân là người sống duy nhất. Cái thứ nói chung là con Shizune này có thể búp được gọi là một cái lớp khiên bằng phần trăm máu của nó anh em ơi. Bằng phần trăm máu của nó khá là dày luôn anh em ha. Rồi và cũng cả có giảm thương được các thứ nữa anh em. Không thể chọn là mục tiêu nữa. Nhưng mà con này đang dần bị con Kilobi bác vĩ phá khiên được anh em. Phá khiên được nhưng mà nhờ có né của Itachi á, nên là cái tỷ lệ phá khiên nó bị giảm đi khá là nhiều anh em nha. Đó nên, nhưng mà hiện giờ nó vẫn còn chơi ổn nha anh em. Vẫn còn chơi ổn. Đó, nếu mà Itachi búp ổn thì con Shizune này vẫn còn chơi rất là ok nha anh em. Nhưng mà chắc là cũng có hiện tượng rồi đó anh em ơi. Rồi Shizune thì nếu mà anh em chơi thì anh em build mát tóc cho nó luôn nha anh em. Nó là phải người nổ trước đầu tiên. Tóc máu, ở bùa này chơi tóc máu nha. Và cũng như là cái bảo vật thì chơi tóc tóc luôn nha anh em. Nếu mà anh em có điều kiện chơi mát máu cho nó luôn nha. Ấn thì cũng sẽ là ấn làng cỏ thôi anh em ơi. Cũng sẽ là ấn làng cỏ thôi. Mấy cái ấn này nè. Nếu mà có tóc máu thì lại càng ngon anh em. Còn không tóc tóc, càng tóc càng cao càng tốt anh em ơi. Đó là về con Shizune Nguyệt Nữ. Rồi anh em thấy có bao nhiêu ta? 5 con rồi đúng không anh em? 5 con rồi. Để mình coi coi. Hai cụ Edo nè, Itachi nè, Kilobi Bác Vĩ nè, Shizune 5 con rồi anh em ơi. Rồi con thứ 5 là ai anh em ơi? Thì hiện giờ anh em đang có sự phân hóa khá là rõ rệt giữa cái con tướng thứ 5. Có ông có điều kiện á thì chơi thêm con đào ở cái slot này. Có thêm con đào ở bên slot này. Ông nào có điều kiện thì chơi con đào. Còn anh em nào mà đang có killer đang có thằng Na á thì hầu như anh em thấy mình thấy anh em chơi Na nhiều hơn anh em ha. Thì đây là cái sự khác biệt giữa ạc là VIP với lại không VIP anh em ơi. Rồi, con tiếp theo là con Sakura bãi biển anh em ha. Con này nói chung là cũng là một con tướng limit anh em, limit đời đầu luôn ấy. Cái sức mạnh cũng như là cái khả năng của nó thì khỏi phải bàn rồi anh em ha. Nhưng mà con này thì nói chung là nó ép VIP rồ quá, nên là review thì cho anh em biết vậy thôi, chứ anh em cũng cả biết khá là nhiều sức mạnh của nó rồi anh em ha. Mình đang nói về cái slot thứ 6 á anh em, thử coi là sự phân hóa của người chơi như thế nào. Có ông chơi Na Củ Vĩ thì Na Củ Vĩ thì mang trong mình là một cái lượng cách ra cực kỳ to lớn, có thể nộ liên tục được, phá những cái hiệu ứng phá khiên đối thủ rất là tốt luôn anh em ha. Nhưng mà em nó khá là dễ bị câu tờ bởi con thằng sặc đen á, thằng sặc Susanoo á anh em. Khi mà vào trận thì sặc sẽ câm lặng được nó khá là dễ dàng. Nhưng mà nhờ cái hiền nhân Fukasaku kháng câm lặng thì thằng Na cũng có thể chơi game được. Nhưng mà bị cái thì tóc nó hơi hẹo xuống xíu thôi. Na thì anh em build cho nó tóc công nha anh em. Build cho nó tóc công. Con này là con thứ 6 mà mình đánh giá là cũng khá là mạnh anh em ha. Trong vòng meta âm dương 6 con hiện giờ. Nói chung là cái meta âm dương anh em chúng ta tùy vào cái team và cũng như là cái sức mạnh của anh em. Nhiều ông có thể chơi cái slot thứ 6 này á. Có ông chơi Na, có ông chơi Đào
có ông chơi mai, có ông chơi rồi đùa lên em ơi. Đây đó, cái slot này chúng ta có thể gắn thêm Jiraiya Sanin để chúng ta choáng phe địch, vì khi mà đi với lại bốn âm dương thì chúng ta sẽ có 100% xuyên miệng trống, có tỷ lệ choáng được team địch anh em ha. Nếu mà choáng được Shiyune của team địch có tỷ lệ là lực kèo khá là tốt đó. Cái slot này là slot cơ động nha anh em. Rồi có thể gắn thêm thằng sạc đen để đây anh em, có để thằng này sạc này sạc tím, sạc này sạc tím nha anh em, để câm lặng được thằng này của vĩ bên kia. Đây anh em thấy không, đó cái này là tùy team của team địch và team mình nữa anh em ơi, thì cũng có tỷ lệ là câm lặng được đối thủ anh em ha. Cái này là tùy vào team của anh em thôi đó, này là tham khảo thôi nha anh em. Đấy, nên là anh em có thể thấy được cái sức mạnh của tụi nó hiện giờ như thế nào. Hầu như bây giờ meta đầu đều là top âm dương cả anh em ơi, đều là âm dương cả ha. Đó là xong cái slot thứ 6 và thứ 6 nè, thứ 7, thứ 8 luôn anh em. Na Củ Vĩ nè, quay trở lại meta. Đó, hồi lộn, Jiraiya tiên nhân cái này quay trở lại meta. Na Củ Vĩ thì là cái slot thứ 6 rồi đấy, theo mình đánh giá là như vậy. Slot thứ 7 là Jiraiya có thể thay vào cái slot thứ 6 anh em ha. Rồi, slot thứ thứ 8 đó là con thằng sặc sặc tím anh em, đó là sặc tím. À, anh em thấy chưa, toàn làm dương không, 8 slot đầu đều làm dương hết. Chưa tính con đào á anh em, mình bỏ con đào rồi đó. Đó anh em nhớ nha. Rồi, anh em có thể cơ động thay thêm Izuna vô nữa anh em ơi, nếu mà anh em tự tin. Có thể thay thế Izuna vô nữa nếu mà anh em tự tin, tóc anh em cao hơn đối thủ anh em ha, để khắc chế được những cái con tướng nào mà có kẻ địch có công cao nhất đó anh em. Chúng ta có thêm cái huyễn cảnh để block dam của tụi nó. Thì cái này thì nói chung cái trường hợp này thì tùy vào team của anh em thôi, anh em có thể gắn thêm Izuna vô cái slot thứ 6. Hồi nãy mà giờ mình mới review anh em ha. Rồi, đó là 8 con đi anh em ơi, 8 con mạnh nhất hiện giờ. Rồi, tới con thứ 9 nha anh em. Đó là con để mình coi coi, con thứ 9 hiện giờ này khá là căng đây anh em ơi, đó là con Conan đây anh em. Con Conan. Thì con Conan này anh em, nó cũng là một con tướng limit nhưng mà nó là hệ thường anh em ơi, nó mà là hệ âm dương thì nó là meta rồi anh em. Ngặt cái nó hệ thường nên là nó sẽ bị văng ra khỏi cái meta chính anh em ơi. Trước đó, trước khi mà con Itachi ra mắt, Conan Giáng Sinh và con Deidara Edo là một cặp bài trùng ăn ý rất là ghê. Nhờ cái khả năng bất tử anh em cho một cái con tướng có công cao nhất á, thì nó sẽ bất tử được con Deidara Edo. Thì khi mà con Deidara Edo nó rớt xuống dưới 80% máu thì nó sẽ nhận được các cái tầng miễn nhiễm trong vòng 2 lượt của anh em. Đó, thì đây là một cặp bài trùng cực kỳ là ghê gớm luôn anh em ha. Rồi, Conan Giáng Sinh thì nói chung là cái bộ skill của nó thì mang lại một cái lượng đam rất là to. Nó sẽ đánh dựa theo công của cái con tướng có công cao nhất phe ta. Nên anh em, cái việc anh em build thì anh em chỉ build cho nó chí mạng và sát thương chí mạng thôi. Đây, ví dụ con Conan của mình 133 chí mạng, sát thương chí mạng là 163. Quên hồi nãy nó quên bùa của thằng Na anh em ha. Thì nói chung là bùa thằng Na này y chang như bùa của cụ Edo vậy đó anh em. Cũng sẽ là tốc công. Rồi, Conan thì sẽ lấy cho nó chí mạng và sát thương chí mạng anh em ha. Nếu mà có tóc và cũng như là có thêm cả lồng đèn rồi cái thứ nữa anh em, tăng thêm 35% chí mạng anh em. Nói về bùa ứng chú thì con Conan này khá là thích hợp đối với lại những cái ứng chú nào mà có chí mạng. Đây anh em, có chí mạng đồ cả, có chí mạng đồ cắn vô cho nó anh em ơi. Đây, mấy cái dòng chí mạng này nè, cắn vô thêm cho em nó anh em ha. Đây, nhất là cái ứng chú làng khóa đó nè, ứng chú làng khóa thì nó sẽ có 25% sát thương chí mạng á, gắn thêm cho nó luôn. Cái này nó cũng có sát thương chí mạng nè. Mình gắn thêm cho nó thêm một chút hút máu anh em ơi. Đây có chí mạng nữa nè. Đó, này là tùy vào ẹt của anh em có bùa gì anh em chơi bùa đó ha, nhưng mà ưu tiên là cái bùa ứng chú làng khóa nha anh em. Đó là về con Conan. Rồi tiếp theo nữa là con Deidara anh em. Con này là một cái con tướng choáng không choáng, này là choáng cao cấp luôn nha anh em. Mang lại một cái lượng đam rất là to nhờ cái khả năng bom nhện của nó anh em ơi. Mỗi lần mà nó nổ bom nhện á, con này là cái con tướng có thể có khả năng phá được cái khiên của Shiyune luôn em. Con Conan nó cũng có khả năng phá được khiên Shiyune, nhưng mà đối với lại con Shiyune nào mà cái khiên nó mỏng thôi, còn khiên dày quá không phá nổi đâu nha anh em. Thì như nãy mình nói, sự kết hợp của Deidara với lại con Conan Giáng Sinh đó anh em là cặp bài trùng đó. Nhưng mà hiện giờ hai con này anh em biết rồi anh em ha, bất tử thì sao anh em. Đây, con này có bất tử nhưng mà bây giờ ra con Itachi nó nổ cho một cái thôi đi hết anh em. Những con bất tử hồi nãy mình nói con Itachi là ảnh hưởng bởi đó là con
Hashirama V1 và con Hidan. Nhưng mà mình quên nói là ảnh hưởng thêm nữa, đó là con Derrida Edo có bức tử bay màu luôn. Con Conan Chiến Sinh cũng có bức tử. Đây anh em, trong 4 lượt đầu trận nè, bản thân và đồng đội có công cao nhất nè. Khi nhận xét thương chí tử lần đầu tiên mỗi hiệp thì sẽ không bị hạ gục nè anh em. Cũng bị con Itachi nổ một cái bay màu luôn anh em ơi. Bốn con mạnh trong meta trước đó văng khỏi meta luôn anh em. Đó, nói chung là khá là nhức đầu anh em ha. Trời ơi, đây mình có tới 8 copy mà mình chưa lên được 10 sao nữa nè anh em. Chưa lên được tiên thuật nữa nè. Bởi vì nó bị Itachi khắc chế quá nên là chưa dám chơi anh em. Nhưng mà để cái thời gian gần đây đi, để mình ráng cố gắng mình build tụi nó lại. Ráng cố gắng mình build tụi nó lại anh em ơi, để mà chúng ta chơi ha. Rồi tiếp theo nữa, nãy giờ bao nhiêu là ta 10 con đúng không anh em. Tiếp theo nữa đó là con Hidan Quỷ Ứng anh em ơi. Hiện giờ Hidan Quỷ Ứng cũng là một con tướng khá là mạnh. Nhưng mà từ khi ra Itachi thì Hidan Quỷ Ứng bị khắc chế quá. Cái sức mạnh phản đam của nó thì anh em cũng biết rồi. Và cũng như là nó mạnh nhờ cái hồi sinh nhiều. Hồi sinh càng nhiều, phản đam càng nhiều, rút ấn càng nhiều. Mỗi lần rút ấn là một đứa chết anh em, một đứa hẹo. Đứa nào dính cái ấn Hidan, dính một quả nộ của Hidan thôi, nghi thức Yasin, thì sẽ đi bụi luôn anh em. Nhưng mà hiện giờ Itachi không có cho con Hidan quỷ ấn này hồi sinh nhiều lần nữa anh em ơi. Nổ một cái Itachi khỏi hồi sinh, cái con Hidan quỷ ấn này khỏi hồi sinh luôn. Nên hiện giờ Itachi này, con Hidan quỷ ấn này đang khá là bị counter bởi con Itachi nha anh em. Itachi ra mắt nó cho nguyên một loạt tướng là văng khỏi meta luôn anh em ơi. Và đặc biệt cái meta âm dương hiện giờ đang quá mạnh đi. Nên là cái con tướng ví dụ như là Hidan quỷ ấn nè, Deidara Edo nè, Conan Giáng Sinh nè, sặc đen luôn anh em. Không có đi chung được với lại team âm dương. Bởi vì cái meta âm dương bây giờ nó quá mạnh đi anh em. Đó, nên là hiện giờ thì tụi này nói chung là đang rất là bị câu tờ anh em ha. Nhưng mà thời gian sau mình ráng cố gắng mình sẽ nghiên cứu lại cái meta thường này để mà đánh với lại meta âm dương anh em. Nghiên cứu lại, mình sẽ mang tụi nó vào lại meta bằng một cái cách build khác. Anh em nhớ theo dõi kênh nha anh em. Nhiều khi là có cái meta khác cho tướng hệ thường đấy, nhất là những anh em nông dân và những anh em không có những cái con tướng limit đó, vào lại được nha anh em. Anh em cứ tin mình sẽ đáng cố gắng mình test. Trước đó thì test Obito với lại con Shisui có khả năng né cao đó anh em, vào meta rồi nhưng mà không khả quan nên thôi bỏ. Bỏ nha anh em, bỏ nha. Rồi tiếp theo nữa là tụi con cá được cái thứ thì giờ thua rồi anh em ơi. Cá bây giờ thua luôn rồi, Obito bây giờ cũng thua luôn rồi. Cái con cuối cùng, nãy giờ 11 con nữa đúng không? Cái con cuối cùng cũng liên quan đến những cái con tướng gọi là bị quên. Cụ nhị cũng bị Itachi khắc chế luôn anh em ơi. Quên cái vụ này đi anh em. Đây trong 3 hiệp đầu nếu nhận xét thương chí tử thì sẽ không hẹo nè. Giữ lại một máu, Itachi nó vô nó nổ một cái đùng. Cụ nhị bay màu anh em. Cụ nhị bay màu. Con Hidan quấn thì anh em cũng biết cái cách build anh em ha. Build mát máu thôi, cái này đơn giản rồi. Và đặc biệt hiện giờ nhiều anh em đang bị dính cái quả Hidan quỷ ứng của anh em á. Lúc đầu ví dụ như là 180 triệu máu đi, bây giờ rớt xuống còn có 150. Thì ngày hôm qua mình có giải thích cái hiện tượng đó rồi. Đó là do họ fit lại cái thể thuật này nè anh em. Cái thể thuật này ngày xưa anh em build vô, anh em cộng vô thì nó sẽ cộng luôn cả tóc, cộng luôn cả máu. Đó, có nha anh em, cái thể thuật này nè. Nhưng mà bây giờ đã fit lại cái vụ đó rồi, nên là bây giờ chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng rồi anh em ơi. Ai cũng bị giảm cả chứ không phải riêng anh em đâu. Đó, này sửa lại cái bộ skill nó gọi là đúng với lại cái bộ skill đó luôn, chứ không phải là cộng cộng chỉ số không đâu nè. Cộng chỉ số đó là cái búp thôi. Đó, nói chung là cái hiện tượng này nó xuất hiện lâu rồi nhưng mà mình không báo cáo anh em ơi. Mình có làm clip rồi ấy. Mình có làm clip rồi nhưng mà mình không có báo cáo lên trên game, nhưng mà không biết ông nào cũng báo cáo. Nhưng mà tính ra chúng ta chơi được cả năm rồi anh em, đánh boss rồi cái thứ cũng được. Đó, rồi ok, đó là con tình trạng hiện giờ anh em ha. Chung là con cuối thì đi chung với lại những cái meta thường anh em. Nói chung là cụ nhị vẫn còn đang chơi rất ok, nhưng mà hiện giờ team của mình nó hồi sinh nhiều thì nó cũng có một cái lợi và cũng có một cái hại. Đó là khi mà team của kẻ địch hồi sinh nhiều thì nó sẽ tăng được những cái tầng Jinchuriki càng sớm cho cái con Kirby bác quỷ. Đây anh em, đã coi. Mỗi khi có kẻ địch hồi sinh nha anh em. Đây, hồi sinh này là hồi sinh của cụ nhị búp nè.
nhận được một tầng trách ra bác vĩ đó, nó sẽ đẩy nhanh cái tiến trình quá trình tăng cái tầng bác vĩ, tăng cái tầng Jinchuriki cho con bác vĩ anh em ơi đó. Nên là hiện giờ cụ nhảy nói chung là cũng tạm được thôi nha anh em, tạm được thôi. Đó là một vài cái con tướng là 12 con beta âm dương, thì anh em có thể build thêm ở trong team là có thêm cá là cũng còn đang rất là tạm được anh em ha. Obito thì anh em dùng để đi đánh boss. Đâu rồi ta? Obito đâu ta? Đó, anh em dùng để đi đánh boss được cái thứ cũng ok anh em ha. Sặc Akatsuki tuy BK không được nhưng mà đi leo thủ rất là ghê. Nhờ cái hắc hỏa của nó trị được con đào anh em, nhờ cái hắc hỏa của nó là giảm được hồi máu của con đào á. Nên rất là tốt ha. Đó là về Ginkaku nữa anh em. Ginkaku đi thủ được rồi bây giờ rất ok, nhưng mà đối với lại BK bây giờ thua rồi anh em ơi. BK bây giờ thua rồi. Beta âm dương bây giờ hút không xin nhê nữa rồi anh em. Đó là về những cái con ninja hiện tại. Thì anh em có thể tham khảo video này anh em ha. Và cũng như là đưa cái ý kiến đánh giá của anh em về cái clip này. Để chúng ta đưa ra một cái lựa chọn và cũng như là cái team hiện giờ đang hiệu quả nhất anh em ha. Đây sẽ coi một số cái team của các bạn top. Ví dụ như là ông Red đi. Đây đang chơi full nam dương. Shizune nè, Na nè, rồi Itachi nè, Kirby các vĩ nè, hai cụ nhất nè. Rồi tiếp theo nữa đó là ông để mình coi tiểu ca đi. Tiểu ca này ui cái gì vậy? Chơi cái team gì full tôi full hệ thường luôn em. Team này không phải meta đâu nha, bậy bạ. Rồi nãy hà Shizune nè, đó hầu như là bây giờ đều chơi cái team này cả anh em ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái phá cách khác á thì nó lại khác anh em. Ví dụ như là ông Đức Sài Gòn. Đức Sài Gòn hiện giờ đang chơi hai anh em nhà Khánh Ly đi, Khánh Ly cũng mạnh nè. Đây, vẫn ốt, cái này hình như là chưa có lưu đội hình lại đó anh em. Chưa lưu đội hình lại. Đây, Đức Sài Gòn hiện giờ đang chơi 5 âm dương kẹp theo thêm một thằng em sặc đen nữa anh em ơi. Thì một người mạnh sẽ có một con Shizune mạnh. Mà Shizune mạnh thì nó sẽ bảo kê luôn cả thằng em. Mà thằng em mạnh thì nó sẽ búp được đam cho thằng anh nhờ cái tầng hắc hỏa. Hắc hỏa của thằng sặc đen anh em, sặc Akatsuki á, nó cũng sẽ stack chung với lại cái hắc hỏa của thằng Itachi Tân Sơn. Nên là hai cái lượng hắc hỏa đó khá là mạnh luôn nha anh em, mang lại một lượng đam to cho Itachi. Nói chung là ạt mạnh chúng ta mới build được cái đội hình này nha. Nam Edo có đào, có si à, có bỏ sặc đen luôn hả? Có luôn cả Itachi nè. Ông Nam ổng bảo rằng cụ Edo bây giờ, cụ Edo V1 á anh em, cụ Hashirama V1 á đang bị khá là Ameta rồi. Bởi vì bây giờ Itachi nó nổ một cái bay màu. Mình thấy cũng đúng anh em, mình thấy cũng đúng. Itachi sau này nó mạnh lên nổ một cái thôi là cụ V1 là đi bụi luôn anh em ơi, nên không có chơi game được. Cái đó là vấn đề thời gian anh em ha, trước mắt là như vậy đi. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Khi nào mà có những cái gì hay ho mới thì mình sẽ review trên kênh. Anh em thấy hay hãy trong like dõi kênh nha, anh em có rất nhiều nha.